đây, mắm kho dưa leo. Trời ơi. Rau dừa chấm mắm, dầu một súng chấm mắm. Dưa leo chấm mắm. Dạ. Ở chồng nhà nó không có về. Không về luôn. Không có về. Có điện hỏi thăm bà không? Không luôn. Điện nó xuyên bất máy. Làm biến thì thôi. Nó không chửi nó chơi nữa. Chửi điện rồi. Gì điện hoài vậy? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tăng Long của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp á. Thì hiện nay vào mùa dịch bệnh nên cũng không có đi đâu được luôn. Nên thành thử là những cái hoàn cảnh khó khăn ở xa thì Bùi Hồ không thể nào đi được. Và một số và hôm nay thì trên cái đoạn đường đi như thế này nè, Bùi Hồ gặp một cái ngôi nhà của cô này như thế này nè cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ thấy rất là khổ nên Bùi Hồ ghé vô hỏi thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của cô như thế nào. Con chào cô. Dạ. Ở cô tên gì hay cô ha? Phan Thị Túi. 70 tuổi. 70 tuổi. À. Dạ. Bán số 100 tàu giờ nghỉ bán không có tiền xà, không có tiền thuốc men. À. Bệnh hoài hả cậu à? Dạ. Bệnh hoài hả? Ừ. Cô ở đây với ai? Có mình một ha. Sống sống viện đây nè, không có ruột thịt gì hết trơn á. Có hai đứa con. Đứa thì có vợ trên ái chỉnh á. Rồi nó cũng theo anh vợ, rồi nó có chồng Bạc Liêu, nó cũng không nuôi tôi nữa. Từ nó có chồng chờ 20 năm nay không có nuôi tôi. Tôi sống mình mà. Dạ. Chồng cô mất lâu chưa cô tôi? Mất 4 năm mà. Ừ. Nói ngay, nói tình thiệt nhà, chị chồng ở đó tôi ba không có thận. Ừ. Cô ngồi đây đi. Đây là tối cô ngủ đâu? Ngủ trong bồn. Dạ. Đây cũng, cái nhà này ta cũng cắt cho nè. Dạ. Siêu đạt hết trơn rồi. Quê cô ở đâu? Quê thì ở Hồng Ngự á. Dạ. Cô xuống đây ở bao nhiêu năm rồi? Ở 4 năm rồi. 4 năm hả? Dạ, tính vài bữa xin ăn. Xin ăn à? Bán vé số xong sao chị? Bán ngày có 100 tờ giờ nghỉ à. Có khi 50 tờ nữa, có khi 30 tờ nữa. Dạ. Người bán không đâu bán cậu à. Tình thiện nó thiệt. Tính vài bữa chạy xe thì xin kiếm đâu 10 ngàn sống thuốc men. Tôi nè, gan nhiễm mỡ nè, tôi mặt sỏi nè. Rồi dạ dày nè, tiểu đường nè. Cô là chỗ này là cô nấu ăn hả cô Tuấn? À, cô này nấu ăn. Dạ. Cô sáng nay cô ăn cơm gì? Ăn cơm với mắm kho. Đâu cô cho coi được không? Đây ở đó đây. Mượn ta được 20 ngàn bạc đi mua cá việt kho ăn đây. Đây mắm kho dưa leo. Trời ơi. Rau dừa chấm mắm, dầu một bông súng chấm mắm. Dưa leo chấm mắm. Dạ. Đó. Khổ quá ha. Khổ lắm. Đời tôi giờ khổ lắm cậu ơi. Tối mưa sao cậu Tuấn? Tối mưa cũng ngủ thí à. Có dột không? Tạt bên này tạt qua. Đánh vách nữa một cái chân à. Vậy là cái này cô ăn sáng chiều luôn hả cậu Tuấn? Ăn chiều ăn 3 bốn bữa mới có hết. Ăn 3 bốn bữa mới hết luôn hả? À, ăn nhín không có tiền. Dạ. Cô là với chú là có hai người con. Hai người con á, ông này thì ông là vợ, ông này ông sao chấp nối à. À, ông có vợ trước có hai đứa con giờ ông chết rồi, con nhỏ cái thứ hai chồng bửng năm hăng á, đem chồng thờ, nó không cho tôi thờ, còn thờ này cha mẹ ruột tôi à. Có nghĩa là người chồng này là người chồng thứ hai chấp nối ha. À, còn người chồng trước của cô còn sống ở Hồng Ngự á. Dạ. Ông thâu tôi, ông chém tôi nè, heo con nè. Ồ sao vậy? À, bị tôi mặn đó. Rồi cái má ổng hỏi mượn tiền. Tiền hồi đó là mặn. Để cô đẩy này đó đi cô. Dạ. À, mặn hồi đó một ngày có đẩy là đi cô Tối. Để cho nó à, vui vui. Mặn cũng như ngàn bạc bây giờ vậy đó. Rồi hỏi mượn tiền tôi không có ổng. Cái tôi cho con tôi nằm bú ổng chém tôi. Đang cho con bú chém luôn. Ờ à, rồi tôi thâu. Thâu rồi tôi đi. Lúc mặn. Đó là cô nhiêu tuổi? Lúc đó mới hai mấy tuổi à. Mới có đứa con à. Rồi cái tôi thâu ổng, thâu ổng cái tôi đi mặn đó cắt lúa tai đó. Rồi mới gặp ông này. Rồi sống thời gian được hai đứa con đó. Rồi cái nó ngay tôi ổng thâu cũng mấy năm mà. Rồi ông về đây, ông dẫn tôi về đây, ông chết. Ông chết vì chồng tôi đó, không cho bà không nhìn tôi nữa. Thì thằng cháu ở xóm nè, nó thấy tôi sống ở đầu nhà kia kìa. Rồi cái nó thấy vậy nó cho cái cho chút đất cắt nhà đây, anh em sống giềng cái tôi xin che đó, tôi cắt cắt chợ mấy nhà hết.
Dạ. Khổ lắm con à, nói thiệt. Bây giờ cô tính vài bữa xin kiếm tiền uống thuốc. Dạ hết tiền luôn hả cô? Hết tiền, không còn đồng bạc nữa. Xíu mà vô nhỏ kia mượn 20 ngàn bạc mua cá ăn đó. Ừ. Ăn nhín nhín. Lúc trước thì bán vé số còn sống được. Còn sống được, nghỉ bán số không còn sống. Bán ngày còn tính 100, 70, 50 nữa. Bán thì đó 100 cái ôm. Ờ, mất 50 tờ, thôi sao lấy 50 đi bán, chạy đi bán kiếm tiền sống qua ngày. Rồi từ bán số giờ nghỉ. Dạ. Rồi cô còn thiếu nợ người ta tới 3 triệu tiền thằng thầu số á. Rồi đợi tới bán lại đi, cái cô trả góp lần lần trả cho nó. 3 triệu đó cô cũng mượn mà thuốc men này nọ. Đó, chứ không gì chân á. Cô có sao cô nói vậy à, gạo thì anh cô bán đi. Số được bao nhiêu năm rồi? Mới bán năm ngoái hôm nay hả? Ừ. Trước đây cô làm cái công việc gì? Đi mần mướn. Dạ. Đi cái... mần mướn thuê vậy đó. Dạ. Ai mướn thì mặn nấy, còn không mướn thì đi bắt ốc hay vào bán. Dạ. Sống. Dạ. À, sống với ông chồng này cũng khổ lắm, thâu được mừng. Cái nói thiệt con, cái cô đi mần mướn ta trên Bình Dương chính á, trên bố cái người ta bắt cô. Cô người ta nói cô đi ăn xin, bắt bỏ nhà dưỡng lão 4 tháng trời. Cái cô mới về đây. Về đây tính sống chị chồng, sống không được. Đó, người thấy vậy sống nhà kia người ta đuổi vào ngoài. Cái sớm cách cầu nãy đó. Rồi thấy vậy thôi xin tre, xin đồ, cắt cho mấy nhà. Là cắt nhà này là mấy tháng rồi đó hay cô? Ha? 4 năm rồi. 5 tháng ha? À, 1 năm rồi. 1 năm rồi ha? À. Tối mưa có tạt không cô? Tạc ở sau á. Dạ. Ở sau thiết cũ này người ta cho nè, cái nó tạc vô. Rồi cô có thuốc men gì uống không? Cô bệnh gì đó? Cũng hết tiền mua thuốc à. Tính đi xin tiền mua thuốc uống. Mặt sưng chân. Ừ. Hàng ngày là cô đi bán vé số bằng cái chiếc xe này đây hả? Ừ. À. Xe này ở đâu cô có? À, của người ta cho à. Dạ. Cô ngồi trên chiếc xe này cô đẩy đi chứ cô đi không có nổi. Chạy, chạy. Có bốn mình đó. Dạ. Chạy đi, hết về mình sạc. Rồi điện cô xài ở đâu cô xài? Xài đó xài ké tháng 100 ngàn. Dạ. Điện là mình xài 100 ngàn tháng, còn nước? Nước thì từ hồi cắt nhà tới giờ thì cũng xài nước cây. Dạ, cô xài nước cây ha. Nước đó. Cây là tháng nhiêu cô? Mấy tháng nay có 50 ngàn bạc ha. Ừ. Cái này là ốc này là cô bắt hay gì? Nhà của người ta cho đó. Dạ. Luộc ăn đó, rồi cái tiếng cũ người ta cho đó. Bắt cho coi đỡ buồn á. Ừ. Này là hình ba mẹ cô. Cô có mấy anh chị em cô túi? Ba người chết hết rồi. Ba anh chị em chết hết rồi hả? À. Còn mình cô hả? Mình cô. Cô thứ mấy? Cô thứ năm. Cô năm. Nó cha mẹ, cha thì tên Phan Nhân Hướng, mẹ Đinh Thị Nhà. Mà không có hình thờ luôn. Không. Hồi đó cha mẹ nghèo lắm, không được thờ. Rồi về đây các nhà xin thỉnh hình Đức Thầy, mẹ Quan Thế Âm về thờ. Dạ. Đó, tình thiệt, nói thiệt con ơi, cô nghèo, cô nói cô nghèo à. Cô giấy chờ Phật cho cô mạnh giỏi nha. Cô bán trả nợ người ta 3 triệu rồi, cô mừng lắm. Giờ cô đang thiếu nợ, đang giàu. Khóc luôn á, nằm khóc luôn á. Chứ không có gì hết trơn con ơi. Khóc vậy lắm, nằm buồn khóc. Thiếu nợ không biết chừng nào mà mấy ông nhà nước này cho bán này trả nợ cho người ta cho rồi. Thiếu nợ lo hay cô ha? Lo lắm con. Tối ngủ không yên. Người ta có đòi mình không? Đòi chứ, thật số đòi. Mà cô bán là cô không có tiền trả nợ hay sao? Không có tiền không đúng. Con tính bán ngày có 50 tờ à. Rồi ăn thuốc men này nọ đó cũng hết. Rồi bữa bán bữa không. Dạ. Trả tiền nó thì con bỏ, con không có tiền thì cũng hai bữa bỏ một bữa. Cô người thiệt lắm, cô không biết nói giả giấu ai ai hết. Cô dắt con đi ra ngoài sau được không? Cái chân cô yếu hả cô Tuấn? Yếu, đi đường này vậy đi. Đường này đi được không con? Đường đó lại khó đi hơn đường này. Dạ. Yếu xèo của con đi lậu hơn cái số à. Nó đau dò á. Nhà cô bác quý anh chị thấy không? Sinh này là những cái tấm tôn sinh là mới cũ trồng vô hết à? Rồi nước ở dưới sông này cô giặt đồ hay sao? Không, giặt đồ trên nhà. Mới ngâm nước đang giặt nè. Nó cái tiếng người ta cho.
nè, mục ở cho sau cái cửa đó là người ta ghép lời cho cô ha. Ờ, à, cái cậu nãy đó. Dạ. Yeah. Không có sao đâu, chào lên không có sao đâu. Nó tình thiệt nó xài. Nước mực cô xã đó đó ha. Ờ, à, ta cũng cho cái phi đó. Đó là người ta cho đó. Ờ. À, phi người ta cũng cho xài luôn đó. Rồi gạo cô còn không? Còn đâu được hơn nửa lâu. Tình thiệt nó thiệt. Dạ, con vô coi. À, cứ vậy con vô. Ô, ăn uống là giặt rửa chỗ này luôn nè cô bác của anh chị. Đây là chỗ chỗ giặt rửa. Giặt rửa đây luôn. Luôn. Ờ, khổ ghê ha. Khổ lắm con ơi. Nè gạo nè. Ăn cái chén với cái tô nãy giờ chưa rửa đó. Đâu con dở gạo cho con xem đó. Nè. Ờ. À, gạo nhiêu đó cũng đủ sống rồi ha. À, cũng được 2 tháng. Nhiêu đó là cô ăn được mấy tháng? Ăn cũng được 2 tháng. Ở đây là cô ngủ trong này. Ờ, à, đó người ta mới cho dĩa trái cây đó. Thuốc nè. Thuốc trên 24 dưới 24. Nè, gỗ thuốc nè. Trời ơi. Ờ, à, uống cái gỗ vậy con ơi. Mới thì ta mới cho thuốc nè, cô bác sĩ ngoài kia cho thuốc về uống nè. Cô nhắn hết thuốc ra cứ TV là ở đây bắt ở đây coi ở đây luôn. Ờ, à, người ta cho mình coi nằm đỡ buồn vậy đó con. Dạ. Yeah. Nè, cho thuốc uống nè. Nè, cái hộp như nè. Đây nữa nè. Chứ không điện có... này là mấy anh đó đi cho cô luôn hả? À, không, trên kia, ghim trên kia, kia. À, trên này ha. À, còn cái đó dạ, làm không được. Ờ, à, cái này là cô ghim trên này ha. À, trái bóng đèn ngoài. Ờ. À. Còn bóng đèn trong đó. Mấy này là nhà cô là toàn bộ tôi cho hết hả? Ta cho hết trơn. Ta cho hết trơn, cô không có tiền. Cô thì cô có ước muốn gì không cô Tối? Cô ước là được cái nhà cho lành lẽ, với có tiền trả nợ anh ta, với tiền cô thuốc men. Ước cái nhà được lành lẽ vậy đó, chứ không gì chăng. Đất này thì cô người ta cho ở luôn, ở nào tới chết thôi. Nó mằng đường đi, không biết chừng nào mằng nè. Dạ. Cô tình thiện nó thiệt. Mằng đường này chắc người ta không cho cô cất đâu. Cho. Cô bác anh chị thấy không, ở nhà nè, tất cả. Ô, vật dụng nè. Thì có mình cô sức khỏe yếu á, nên thành nữ là dọn dẹp rất là khó khăn luôn. Thấy cái mắm kho với lời của cô á. Gạo này là ta cho luôn cô Tuấn. À, giao trong nhà đó đó. Đó cô đó, gì thím đó nó cho đó. Dạ. Cho ăn đó. Ừ. Chứ không gì chăng. Cô lớn tuổi mà cô sống vậy mình thì cô buồn dữ không? Cũng có tiếng cũng đỡ buồn. Khóc cái nằm ngang hồi hết khóc. Nằm ngang hồi hết khóc hả con? À. Dạ. Thấy buồn, thấy người ta mình khổ chứ người ta khổ hơn mình nữa. Ừ. Rồi thôi đi cả, mình dán gượng lên sống với sống viên. Dạ. Em Út bây giờ cô ước vậy có tiền cho nợ nàng ta với có tiền cái nhà cửa là cho lành lẽ. Ừ. Thiếu người ta 3 triệu bạc cô cũng giàu không, cũng ngầu khóc hoài à. Sợ thiếu nợ. À, ý đau ốm hoài giá cho mạnh giỏi mà. Bây giờ đâu có tiền uống thuốc cho mạnh giỏi con. Giờ xa 2 khớp giò nè. Đi đâu cỡ nửa cái số là xưng 2 giò chân á. Dạ. Giờ người ta thấy vậy người ta mới cho chiếc xe này. Mình đi đó. Chạy đi bán sống hàng xe ngày. Xe này ta cho luôn. Ừ. Ai cho chân. Cô? Không biết ông nào lạ không cho. Hư cái chân à con á. Lúc đó cho lâu chưa cô Tuấn? Lâu rồi. Năm ngoái này. Dạ. Ừ, hư cái chân à. Chạy cái hư bánh. Bể bánh. Dù... sửa đặt đảng gì tùm lum chân á. Ừ. Đó thiếu nợ là mượn tiền sửa chiếc xe đó với thuốc men đó. Nhờ cô ước gì được cái nhà bự bự một chút với trả nợ nàng ta với được mới đi trị bệnh thôi chứ gì chứ. Cô thì găng túi mặt sỏi nè, găng nhiễm mỡ nè. Cô có buồn con cái mình dữ không? Buồn nhờ biết sao giờ con, nó có chồng cũng khổ mà thằng kia có vợ cũng khổ lắm. Dạ. Có vợ tên Ninh vậy đó. Có về thăm cô không? Không. Không có gì à. Hỏi thứ cô thím đó không có gì à. Không về. Không có gì à. Cô hơn. Không có ai gì hết trơn á. Cho á. Dạ. Chứ đâu có gì ước được tiền á. Rồi giờ vậy đó. Cô này nói là à. Cô vô đây nè nắng cô. Ừ, là sao cô nói là cháu sao? Cũng như bà ở sớm hả? Ở đây là cũng như là chị chậm ở đằng đó đó. Ờ, rồi ở đây mình một đó ha. Ừ, à, mình. Có mình một bà à. Có con mà con không có gì à. Từ gã có vợ có chồng nhà nó không có gì à. Không về luôn. Không có gì à.
Có điện hỏi thăm bà không? Không luôn. Điện nó xuyên bắt máy. Làm biến thì thôi. Nó không chửi nó chơi nữa. Chửi điện gì điện hoài vậy? Tôi lo mặn không chết. Con ruột của bà hay là con... Con ruột. Con ruột luôn hả? Tôi mặn muốn chết, tôi lo con, gia đình tôi còn không có tiền đâu cho bà. Chửi sao con? Nó tiền điện hoài, tôi tiền đâu cho bà, tôi lo mặn nuôi gia đình tôi muốn chết, không có này, không đủ đây. Rồi sẽ mơ gì sao nó cho được 200 ngàn đi mua thuốc uống đó. Nhỏ này là chị hả? Dạ. Với cho bó cải. Bó cải bó ăn đó. Với được 200 ngàn đi mua thuốc á. Dạ. Chạy thuốc ngoài xã Vĩnh Thận quá. Vậy là cô buồn hai đứa con của mình luôn, không đi theo luôn. Buồn lắm, ngầm khóc hoài à. Rồi sau này nếu như mà trường hợp mà cô trăm tuổi già thì sao? Thì sớm về người ta chôn. Chắc ở đây người ta chôn với luôn. Ta chôn, người ta cắt cho luôn. Sao vậy? Bởi vì bà gì đây mình biết. Con không ai gì hết trơn. Chứ không gì hết trơn. Chắc ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Đất quanh tư giống cho nè. Cho ở luôn, tới già tới chết. Nó chết đem ngoài hè chôn. Hết cuộc đời luôn. Hết cuộc đời luôn. Vậy bây giờ điện cho hai không về thôi thì người ta chôn quá chứ. Điện không quá hay, nhưng giờ thô buồn quá, bỏ điện thoại luôn, không xài luôn. Rồi... Bỏ điện thoại luôn? Chứ điện nó không xài, hai đứa nó không, nó chửi rồi thâu biết sao bỏ luôn. Cái nhà của cô túi với cô bác của anh chị thì nó khoảng chừng 16, vô khoảng chừng 3 mét, ngang khoảng chừng 3 mét, khoảng chừng 9 mét vuông thôi. Và nhà của cô thì mình thấy được chấp giá tạm bợ như thế này nè. Nói chung là khi mà gặp cô chia sẻ cái hoàn cảnh của mình á, con cũng thấy bùi ngùi ha. Khi mà hai người con thì không thể nuôi cô được. Cô ở đây mình nơi xứ người nữa. Xứ lạ qua người nữa. Xứ lạ qua người nữa. Mà già rồi. Mà là hiện nay là dịch bệnh khó khăn nữa. Dạ đi đâu cũng mắc mang khẩu trang hết trơn á. Hôm nay thì con tình cờ con đến đây con chạy ngang cô thôi. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh của mình cực kỳ khó khăn luôn. Vô thì mới nghe cô chia sẻ lại. Không chỉ khổ vì vật chất mà ngay cả nó cũng khổ vì tâm thôi. Con cái là không quan tâm. Tôi nói chung nha, không như không có đứa nào vậy đi. Mình sống người dân đi. Sao này người dân không đi cơ. Cũng như con vậy đi. Không như con cái vậy. Vậy chứ không có bà con nhục thịt, có người chị chồng đó, bà không có. Không có nhìn. Rồi thôi. Chứ không có gì hết trơn. Hôm nay thì con đến đây á. Cũng có duyên với cô. Con thay mặt cho chú Chính ở Mỹ á. Con gửi cho cô 1 triệu. Cảm ơn con ha. Gửi lại thăm chú Chính ha. Chú Chính là Việt kiều Mỹ á, gửi cho cô 1 triệu đồng để cô có thể xây sở một là qua mùa dịch. Với lại cô mua gì cô ăn. Cũng để dành mua thuốc uống chứ không mua gì chân. Cũng không dám trả nợ luôn đó. Hậu thiếu đầu số 3 triệu cả. Người ta nói là cha mẹ sao đó. Nuôi con hả? Con giờ đâu nuôi cha mẹ nữa. Con mãi tính tháng tính ngày. Không nuôi con nó còn tính này. Tôi lo chồng con tôi còn không đủ để lo chi bà. Ngồi khóc. Bà khóc luôn? Khóc. Khóc nãy giờ cái cậu kêu đó. Nãy giờ ngồi khóc luôn hả? Với mặt mình đau đó. Sưng mình nảy trơn nè. Mặt mày sưng trơn nè. Thì gan trong bụng tôi là chỉ hết trơn còn gì. Có khi ăn cơm ói ồ, có khi ăn được 2-3 muỗng. Chứ không gì trơn á. Rồi gửi lời thăm chú Chính mình khá giả. Chúc chú Chính trăm tuổi già, sống trăm tuổi già. Thôi một lần nữa thì thay mặt cho cô túi chân thành cảm ơn chú Chính. Chúc chú Chính sức khỏe an lạc. Thôi con cảm ơn cô, con chào cô. Chắc con về hẹn cô gặp lại ngày gần nhất nha. Cảm ơn con. Dạ. Đừng buồn nữa nha. Cố lên. Được, con cho.